Cửa hàng audio Bãi An Giang xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn, các anh chị em yêu audio trên toàn quốc. Hôm nay cửa hàng chúng em xin giới thiệu tiếp tục đến quý vị một đôi loa đến từ Mỹ. Một đôi loa bút sale mang nhãn hiệu Infinity RS2001. Con gái đang về đàn áo ấm đôi loa này sở hữu bass 16 cm và một chép đơm poly rất nổi tiếng của Infinity. Bass 16 cm, màn carbon. Chất âm rất là hay. Tiếng lại gần quay cho anh em rõ hơn. Màu gỗ đặc trưng của Infinity, dòng RS. Một vết ngay chỗ này nha, nhưng mà còn rất là đẹp. Thì như chung là nước sơn anh em, cái này anh em có thể sơn lại được. Vết đây thôi không ảnh hưởng nha, đậy căng lại thì sẽ không thấy. Lo thì còn rất là đẹp. Infinity RS2001 ở đây thì còn rất đẹp. Đây căng đầy đủ, anh em đẩy căng vào thì cái chỗ nó thì sâu 20, cao 36, chiều ngang là 23 cm. Đôi loa Mỹ rất là hay. Đôi này thì em bán anh em với giá 2.300.000 đồng thôi nha. Chia sẻ với anh em giá là 2.300.000 đồng thôi. Do nó bị cái lỗ nhỏ chỗ này. Giá rất là hữu nghị để anh em sở hữu một đôi loa bút sale của Mỹ, chất âm cực kỳ hay. Vào thì không 2.300.000 đồng nha anh em. Anh em thích thì alo em, lo còn nguyên zin nguyên bản, đã thay gần gần lo viền lo thôi chứ không ảnh hưởng gì ha. Gần mốt shop của nó thay gần rồi nha, như là còn là nguyên zin nha. Cái gân thì nó không ảnh hưởng đến cái chất âm đâu, thường thì dài nó mục hết à, chúng ta phải thay chúng ta mới sử dụng lâu dài được. Rồi xin cảm ơn anh em đã theo dõi video, chúc anh em một ngày thật là vui vẻ và tràn đầy hạnh phúc. Xin cảm ơn.